Đây là chiếc máy ảnh đáp ứng mọi nhu cầu chụp ảnh, độ phân giải siêu cao 102 megapixel. Xin chào tất cả các bạn, là một máy ảnh mới vừa ra mắt của Fujifilm, GFX100S thực sự là một cơ hội lớn cho những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trước đó đã bỏ qua GFX100 hay là GFX50S vì giá khá là chát. Đây là chiếc máy ảnh đáp ứng mọi nhu cầu chụp ảnh, hứa hẹn mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp tuyệt vời cho người dùng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những cái thông số cơ bản của em này nhé. Không quá cồng kềnh hay là nặng tay như đàn anh GFX100, Fujifilm GFX100S thực sự tiện lợi hơn khi máy sở hữu khối lượng gọn nhẹ hơn nhưng tính năng thì không quá khác biệt, mà giá thành lại mềm hơn rất là nhiều. GFX100S là một máy ảnh nhỏ hơn đáng kể so với GFX50S ban đầu và nó loại bỏ vòng quay tốc độ cửa chập và quay số ISO để giảm kích thước thân máy. Đổi lại, GFX100S sẽ có được một màn hình lớn trên cùng, có thể tùy chỉnh và thêm nút gạt chế độ AF mới để cố định khả năng lấy nét tự động, hỗ trợ người dùng thao tác máy khi di chuyển mà vẫn lấy nét tập trung. GFX100S làm bằng hợp kim magie siêu bền, chống chịu được ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ thấp tới âm 10 độ C và có khả năng chống bụi và thời tiết cho những khoảnh khắc off-road. Một trong những điểm ấn tượng của GFX100S đó chính là trang bị cảm biến BSI CMOS tương tự như Fujifilm GFX100. Phiên bản này cũng cung cấp độ phân giải siêu cao mà các nhiếp ảnh gia chụp ảnh tĩnh cũng mong muốn, đó chính là 102 megapixel, đem đến những bức ảnh có độ chi tiết cao với giải tương phản đủ để chỉnh sửa hậu kỳ dễ dàng hơn. Fujifilm GFX100S sử dụng cảm biến BSI CMOS được tích hợp với bộ xử lý X4 để xuất ra hình ảnh thô 16 bit với giải động rộng với độ nhạy sáng tới ISO 12800, có thể được mở rộng đến ISO 50-102400. Như vậy mà GFX100S mang lại những hình ảnh chất lượng cao nhất với khả năng tái tạo màu sắc chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Ở chế độ quay video thì như thế nào ạ? GFX100S có khả năng ghi lại cảnh quay 4K30p ở định dạng 10bit F-Log hoặc là 12bit ProRes RAW cho độ sâu trường ảnh cực kỳ ấn tượng, bo kẹ đẹp mắt và vô cùng mượt mà. Chưa hết, Fujifilm GFX100S còn có thể quay 1080 slow motion ở 60fps cho chuyển động chậm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo của người dùng hiện nay. Người dùng cũng có thể tùy chọn ghi hình ở long góc hoặc ultra với tốc độ lên đến 400 megabit trên giây. Thiết kế cảm biến của máy ảnh GFX100S cũng bao gồm hệ thống lấy nét tự động theo pha AF với 425 điểm có thể lựa chọn bao phủ gần như toàn bộ khu vực cảm biến. Hệ thống tiên tiến này mang lại hiệu suất lấy nét nhanh và chính xác, giúp lấy nét chủ thể trong thời gian ngắn nhất là 0,16 giây ngay cả trong điều kiện ánh sáng thấp. Kết hợp với tính năng theo dõi nhạy bén và nhận diện khuôn mặt, mắt khi làm việc ở chế độ AFC và quay video, GFX100S cho phép các nhiếp ảnh gia tận hưởng AF chính xác đáng tin cậy, ngay cả trong các tình huống có độ tương phản thấp. Nhà sản xuất đã trang bị mặt sau của GFX100S đó chính là một màn hình cảm ứng LCD có kích thước lớn 3,2 inch với 2,36 triệu điểm, có thể xoay giật 3 chiều như trên một số máy ảnh trước đó của hãng như là Fujifilm X-T3 hay là GFX100. Bên cạnh đó, với thiết kế nghiêng 3 chiều độc đáo này thì GFX100S có thể di chuyển cả lên và xuống để chụp từ các góc độ cao hay là thấp, đồng thời nghiêng sang một bên để có lợi khi chụp theo hướng dọc khi xem trực tiếp. Chiếc Fujifilm GFX100S này còn được trang bị hệ thống ổn định hình ảnh tích hợp bên trong thân máy IBIS. Vì vậy, ta hoàn toàn có thể chụp được những bức ảnh 100 megapixel sắc nét bằng tay mà không cần đến chân máy. Hệ thống IBIS năng trực hoạt động kết hợp với hệ thống ổn định hình ảnh quang học trong ống kính ngàm G của Fujifilm sẽ mang đến khả năng chống rung lên đến 6 stop rất ấn tượng. Ảnh trích xuất sẽ không bị nhòe hay thiếu nét khi chúng ta chuyển động nhẹ trong quá trình thao tác máy. Máy ảnh Fujifilm GFX100S thực sự là một người bạn đồng hành lý tưởng để bạn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong từng hành trình chuyến đi. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu những thông số của em GFX100S này. Và không biết các bạn đánh giá như thế nào về em này ạ? Hãy để lại những suy nghĩ và đánh giá của các bạn dưới video của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.